mở lại phiên tòa Hoa hậu Thủy Tiên bị kiện đòi 2,4 tỷ đồng. Theo thông báo từ Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện giữa bà Đặng Thủy Trang và Nguyễn Thúc Thủy Tiên sẽ diễn ra vào sáng 31 tháng 5. Cách đây một tháng, phiên xét xử lần đầu đã bị hoãn vì hai bên đương sự yêu cầu tòa tách hai vụ án dân sự để xét xử độc lập. Luật sư, đại diện của hai bên sẽ có mặt tại phiên tòa. Đặng Thùy Trang cho biết bà sẽ không tham gia phiên tòa vì đã ủy quyền cho luật sư. Tại phiên xử đầu tiên, chủ tọa cho biết trước đó, vụ bà Nguyễn Thúc Thủy Tiên khởi kiện bà Đặng Thủy Trang được tòa thụ lý bên cạnh vụ bà Đặng Thủy Trang, kiện bà Tiên cũng được tòa thụ lý. Sau khi nghiên cứu vụ án, đảm bảo vụ án diễn ra nhanh chóng, đúng pháp luật, tránh án tòa án nhân dân quận Gò Vấp đã có quyết định nhập hai vụ án dân sự tranh chấp bồi thường, ngoài hợp đồng giữa bà Nguyễn Thúc Thủy Tiên nguyên đơn và bà Đặng Thủy Trang bị đơn, vào vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa bà Đặng Thủy Trang, nguyên đơn và bà Nguyễn Thúc Thủy Tiên bị đơn. Tuy nhiên đại diện của cả hai bên đều có ý kiến, không đồng ý với việc nhập hai vụ kiện thành một. Luật sư của hai bên đề nghị tòa án xét xử hai vụ án dân sự riêng để đảm bảo quyền và lợi ích của mỗi bên. Trước đó, trong đơn khởi kiện, bà Trang cho rằng tháng 6 năm 2017, bà Tiên vay của bà Trang 1,5 tỷ đồng để tham gia cuộc thi hoa khôi năm bộ 2017. Theo thỏa thuận, bà Tiên sẽ trả nợ bà Trang sau một năm kể từ khi nhận nợ, nhưng cuối cùng không thanh toán. Bà Trang yêu cầu được bồi thường 2,4 tỷ. 1,5 tỷ tiền nợ và 900 triệu đồng thiệt hại tinh thần. Hoa hậu Thủy Tiên từng chia sẻ, ở tuổi 18 đến 19, trước những người bước đến cuộc đời mình, tôi luôn nghĩ họ sẽ luôn dành sự thương yêu và lòng tốt, vì vậy tôi đã không lo nghĩ bất kỳ điều gì. Tôi đặt bút ký với tất cả niềm tin, tôi bị hại nhưng vẫn không hề hay biết ở thời điểm đó. Hợp đồng dù đã ký nhưng tôi xin khẳng định rằng chưa nhận bất cứ khoản tiền nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời bà Đặng Thủy Trang đã hứa.